Dự án hình thành trong tương lai nên bị giới hạn tiền đặt cọc không quá 5% giá trị tài sản khi đã được công nhận chủ đầu tư. Nội dung này vừa được Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị trong văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xem xét siết hoạt động cọc bán nhà trên giấy trong Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, đề xuất giới hạn thu tiền cọc trong giao dịch bất động sản là hợp lý, bởi trong thời gian qua, số tiền này chủ yếu do các chủ đầu tư quy định. Ghi nhận trên thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mức cọc phổ biến mà người mua phải thanh toán cho chủ đầu tư là từ 20 đến 30% giá trị hợp đồng. Hầu hết mức cọc này được chủ đầu tư quy định trong hợp đồng và người mua không có cơ hội để mà đàm phán trao đổi. Một số doanh nghiệp cho biết, đặt cọc là hành vi lách luật phổ biến trên thị trường bất động sản. Dự án dù chưa hoàn thiện pháp lý, chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng chủ đầu tư vẫn thu tiền đặt cọc người mua trên 70% giá trị tài sản. Trong khi khoản cọc chỉ là khoản tiền nhỏ mang ý nghĩa giữ chỗ, giữ giá và tiến hành giao dịch trong tương lai. Do đó, kiểm soát khoản thu này nhằm làm giảm rủi ro cho người mua. Thứ nhất, pháp lý là chưa hoàn chỉnh. Vì pháp lý chưa hoàn chỉnh nên chưa ký hợp đồng mua bán. Cái thứ hai, về mặt xây dựng, tiến độ xây dựng chưa hoàn chỉnh. Vì tiến độ xây dựng chưa hoàn thành móng cọc nên chưa ký hợp đồng mua bán, chưa có bảo lãnh ngân hàng, chưa đủ điều kiện bán hàng theo ý kiến của sở xây dựng thì chưa được ký hợp đồng mua bán, thì lãi thu khách hàng số tiền nó quá lớn thì mang cái tính rủi ro về khách hàng rất là lớn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần quy định việc đặt cọc đối với nhà ở, công trình xây dựng, đất nền nhà hình thành trong tương lai. Vì đặt cọc nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng và thực hiện trước mỗi giao dịch. Hiệp hội đề nghị chỉ cho hai nhóm sản phẩm được đặt cọc không quá 5% giá trị tài sản. Nhóm 1 là dự án được công nhận chủ đầu tư. Nhóm 2 là đất nền nhà hình thành trong tương lai sau khi đã được cấp phép tách thửa. Chúng tôi đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản để quy định cái hành vi đặt cọc xảy ra trước thời điểm ký hợp đồng chính thức giao dịch bất động sản. Và nó phải có một số các cái điều kiện là chủ đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Có nghĩa là tại thời điểm đó chủ đầu tư đã có quỹ đất. Tại thời điểm đó chủ đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Trước đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từng có văn bản nêu vấn đề các dự án bất động sản có dấu hiệu lách luật huy động vốn bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ chưa đúng quy định. Số tiền cọc có trường hợp lên đến 80% giá trị căn hộ. Do đó, giám sát hoạt động đặt cọc để tránh việc bên bán thu tiền cọc quá lớn có thể phát sinh hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho người mua.